Tôi là Lưu Thị Huệ, tôi chấp nhận thử thách 3 phút với người nổi tiếng. Mình đã đến với môn bóng chuyền từ năm mình 12 tuổi. Khi đấy là đội bóng chuyền tỉnh Hà Nam có về trường mình tuyển quân. Nhưng mà đầu tiên thì mình không đi theo bóng chuyền, mình đi theo bóng đá. Tập được một thời gian thì mình cảm thấy không phù hợp, nên là bên bóng đá đã chuyển mình sang bóng chuyền, giới thiệu mình sang bóng chuyền. Và mình từ đấy đã gắn bó với cả môn bóng chuyền đến bây giờ. Ngày xưa thì mình cũng không biết gì về bóng chuyền cho nhiều, chỉ có là bố mẹ mình là rất là đam mê, là cũng ở nhà bố mẹ cũng có đi đánh bóng chuyền hơi, rồi là bố mẹ mình thì rất là mong muốn mình theo bóng chuyền, nên là lúc nào bố mẹ mình cũng hướng đến mình đi theo môn bóng chuyền hơn là bóng đá. Mình nghĩ là chắc mình sẽ chơi thủ môn bởi vì mình khá là cao. Ở đội mình thì cũng chơi thân với tất cả mọi người, nhưng mà một người mà mình yêu quý nhất có lẽ là em Bích Tuyển. Mình cảm thấy em ý là một người rất là quan tâm đến người khác và khá là biết lắng nghe và chia sẻ với mình khi mà mình khó khăn. Mình biết Tuyền cũng gặp phải rất nhiều những áp lực từ dư luận và mình cũng cảm thấy rất là buồn cho em ý. Thì mỗi khi như vậy thì em ấy cũng có tâm sự với mình và mình cũng sẽ đưa ra những lời khuyên và cũng sẽ góp ý cho em ý để sao mà có thể tốt nhất. Mình nghĩ là con gái theo bóng chuyền thì có nhan sắc cũng là một lợi thế, nhưng mà nhan sắc thì cũng phải đi kèm với cả chuyên môn, nên là mình nghĩ là vừa có nhan sắc và vừa có chuyên môn thì sẽ tốt nhất ạ. Đối với chiều cao với môn bóng chuyền thì nó rất là một lợi thế rất là lớn, nhưng mà khi mà để tìm kiếm cho mình một bạn trai thì mình thấy cũng hơi là khó khăn. Mình hy vọng sẽ gặp một người đàn ông hiền lành, tinh tế, cao hơn mình được thì rất là tốt, mà không thì cũng không sao. Nói chung là một người tâm lý và thấu hiểu cho công việc của mình ạ. Mình nghĩ là độ tuổi để mình kết hôn có lẽ là 28 đến 30 tuổi, bởi vì mình vẫn muốn tiếp tục thi đấu và để trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới.